vậy thì chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá Phối Miền Tây. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ. Đây là cụm sân liên kết với trung tâm đào tạo trẻ thuộc câu lạc bộ Olympic Lyon. Tại khu vực Củ Chi, khu vực xã Tân Thành Đông. Nguy hiểm, xuất chúng tôi thì đã có bàn thắng bằng tỷ số dành cho các thủ bên phía đội bóng áo tím. Ở khu vực cầu Tân Thành Đông, Củ Chi thì các thủ bên phía Hoa Bằng Lăng cũng là một trong những đội bóng được khá nhiều người biết đến. Cú sức điểm rất nguy hiểm nữa. Cơ hội tiếp theo với quả đá biên dành cho các thủ bên phía FC Hoa Bằng Lăng. Tình huống xử lý hay. Pha đi bóng xuống đáy biên, tuyến hai không được và cầu thủ lại đi vọt xa. Và các ekip của bóng đá phương miền Tây sẽ tường thuật các trận đấu dành cho quý vị khán giả. Một pha cay người hay, khoảng trống dứt điểm vẫn không vào. Bóng trở về với các thủ FC thấp nhất. Đây là cơ hội đáng chú ý đầu tiên dành cho các thủ áo đen. Được chuyển ngay, cơ hội xoay người, chưa thể dứt điểm. Được chuyển ra, vẫn còn dứt điểm không vào. Pha cầm bóng của số 4 vị trí của Hữu Nguyên rất hợp lý. Có thể thấy được đội hình của các thủ bên phía đội bóng Hoa Bằng Lăng di chuyển lên xuống một cách khá nhịp nhàng và vừa rồi lại là một pha dứt điểm nguy hiểm nữa. Như vậy thì đã có bàn thắng bằng tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất. Trong thế trận giằng co thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen đã tận dụng được cơ hội của mình và đã đem về bàn thắng đầu tiên dành cho trận đấu này. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi, vị trí của cầu thủ mang áo số 10 đó là Lâm Phan. Bàn thắng mang lại lợi thế dẫn trước dành cho các cầu thủ bên phía FC Thống Nhất sau những phút đầu tiên khá giằng co. Họ đã lấy lại thế trận sau những phút đầu tiên để cho đối phương dồn ép. Cú đánh đầu nguy hiểm, xuất chúng tôi thì có một bàn thắng thứ hai dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất. Cơ hội là trở về với các thủ bên phía FC Hoàng Lăng, Phi Long. Và khống chế khá tốt của cầu thủ mang số 8 xoay người dứt điểm. Xuất chúng tôi thì có một siêu phẩm dành cho các thủ bên phía FC Hoa Bằng Lăng. Tiếp tục cơ hội trở lại với các thủ áo tím. Đường lên bóng nữa dành cho FC Hoa Bằng Lăng, lại là Quang Trường cầm bóng dứt điểm ngay. Và kết thúc của cầu thủ mang số 13 đi chưa đủ hiểm hóc. Một trong những pha phản công của họ trước đó đã mang về bàn thắng bằng tỷ số. Và đây là pha bứt tốc của Quang Trường. Phía bên trong đang có sự hiện diện của Phi Long. Cắt ngang cột hay không vào. Vẫn là các thủ bên phía đội bóng FC Hoa Lan dứt điểm ngay. Bóng đã đi ra ngoài mép lưới sau cú kết thúc vừa rồi. Thêm pha đẩy bóng của các thủ FC Thống Nhất. Tình huống tạt vào rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thì hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo tím lại phải tiếp tục phải cơ lên bóng nữa dành cho các thủ áo tím. Phi Long, Phi Long giữ bóng bên phía cánh phải, đường tắt bóng rất đẹp, bắt tại có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hoa Bằng Lăng một cách rất bất ngờ. Một siêu phẩm dành cho số 8 bên phía đội bóng FC Hoa Bằng Lăng và xử lý không tưởng của Phi Long, một cú vậy mà và đưa quả bóng đi vào góc xa khung thành trước sự bật lên bất lực của thủ thành Hoàng Long. Mặc dù Hoàng Long đã chơi rất hay từ đầu trận đến giờ nhưng trong pha dứt điểm vừa rồi thì anh chỉ là người làm cảnh. Chúng ta hy vọng sẽ được tiếp tục chứng kiến những bàn thắng đẹp nữa được hai đội bóng triển khai. Như vậy thì lại có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen. Một tình huống bất ngờ đến từ vị trí của Trọng Nhân và ghi bàn của Trọng Nhân để giúp cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất lại tái lập được thế dẫn bàn. Trong một thế trận mà các cầu thủ bên phía FC Hoàng Lăng đang dồn ép tốt thì họ lại bất ngờ để thủng lưới giống như những tình huống mà họ để lọt lưới bàn thua đầu tiên. Bóng vẫn trong cuộc, tình huống kiểm soát bóng rất tốt của số 14. Cơ hội nguy hiểm nữa, thời cơ dành cho Trọng Nhân. Tiếp tục là số 55. Dứt điểm, xin chúc nữa thì có bàn thắng kế tiếp. Thời cơ trở lại với các thủ FC Hoa Bằng Lăng. Xin lỗi bạn, FC Thống Nhất, đây là Trọng Nhân. Dứt điểm, xin chúc nữa thì có thêm bàn thắng nữa dành cho số 55. Được chuyển ngang. Và chọc khe rất chính xác. Khoảng trống dành cho Quang Trường, quả tạt của số 13. Đánh đầu, đã có bàn thắng gỡ hòa. Hai đều dành cho các thủ FC Hoa Bằng Lăng trong pha phối hợp rất đẹp mắt vừa rồi. Nỗ lực xử lý lại đến từ vị trí của cá nhân Phi Long. Chúng ta cùng chuẩn bị xem lại tình huống quay chậm vừa rồi để xem lại pha ghi bàn sang bằng cách biệt hai đều dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Hoa Bằng Lăng. Một quả tạt rất đẹp mắt của Quang Trường và tình huống nhảy lên tranh chấp là của Phi Long. Trọng Nhân chập kè sắc cay, Sancho bằng cách cơ hội nó dành cho số 55. Xin lỗi bạn, dành cho số 9 và đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất. Một pha phối hợp tuyệt vời. Tình huống phối hợp cực kỳ đẹp mắt với pha chập khe chính xác dành cho đà bắt lên của Sancho. Và sau tình huống vừa rồi thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Trước khi bước vào những nghỉ giải lao, chúng ta cùng chuẩn bị xem lại bàn thắng vừa rồi của Sancho. Pha thu hồi bóng thành công của các thủ bên phía đội bóng tím của Tuấn Dũng và đây là cơ hội phản công dành cho các thủ FC Thống Nhất. Tốc độ rất nhanh, Sancho dứt điểm không vào. Xin chúc mừng thì Sancho đã có thể nâng tỷ số lên 4-2. Vẫn còn nỗ lực nữa của FC Hoa Bằng Lăng giữ bóng tốt.
được chắn ngang, không phải, đó là quả diễn kim thẳng vào bóng, đã chạm vào khung trong khung thành. Dân đang tin cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo tím không có bàn thắng gỡ hòa. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý vừa rồi, là đó lại là tình huống xử lý táo bạo nữa của Phi Long. Nỗ lực tiếp theo nữa, đường chuyền của Hữu Nguyên, cơ hội dành cho Quang Trường, dứt điểm chéo góc không vào. Thêm pha đi bóng được của Bá Tùy, khoảng trống kết thúc, không được, và đặt bóng lại đi vọt xa. Thêm pha dứt điểm không thành công, cũng ra sân là của Hoài Đạt. Tiếp tục là những nỗ lực phối hợp của các thủ bên phía đội bóng áo tím, cũng dứt điểm ngay, rất khó chịu. Và các thủ bên phía đội bóng áo đen cần đến một chút may mắn để có thể tránh được những pha dứt điểm thành công. Như vậy thì đã có bàn thắng gỡ hòa 3 đều dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hòa Bàn Lan. Một pha bằng căng, tốc độ rất nhanh trong đường chuyền ngang vừa rồi. Bàn thắng có vẻ như là của Quang Trường. Số 13 bên phía đội bóng áo tím đã có được pha ghi bàn để sang bằng cách biệt. Lối chơi của các thủ áo tím không hề thua kém với các thủ bên phía FC Thống Nhất. Sancho dứt điểm cũng đã rất nguy hiểm. Nhưng đó là một phản xạ tuyệt vời của thủ thành bên phía đội bóng FC Hòa Bàn Lan. Vào chuyền bóng rất hay nữa, cơ hội nó dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen, và đã có bàn thắng tiếp theo dành cho Sancho. Tỷ số được nâng lên 4-3 dành cho FC Thống Nhất. Vẫn là những pha phối hợp rất hay đến từ các cầu thủ áo đen trong những tình huống di chuyển không bóng, đặc biệt là khả năng bứt tốc công và chọn vị trí hợp lý của Sancho. Số 9 liên tục quay đảo hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC Hòa Bàn Lan từ lúc có mặt trên sân. Phản công Sancho, vẫn là số 9. Và qua người rất cay của Sancho, tiếp tục là gọi một cú tìm bóng cắt ngang mà không thành. Xin chút nữa đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho số 9. Và hoạt bóng khéo léo của Phi Long, khoảng trống kết thúc, dứt điểm chéo góc không vào. Quá đáng tiếc cho số 8, chưa có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ FC Hòa Bàn Lan. Được chuyền vào trận đối phương, cơ hội tấn công dành cho FC Hòa Bàn Lan, lại là Quang Trường. Phạm phối hợp nhuần nhuyễn, dứt điểm không được, vẫn là những pha kết thúc còn thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết. Thêm đường treo bóng dài, Tuấn Dũng cơ hội thoát xuống dành cho số 8. Khoảng trống được cắt ngang, dứt điểm không được, và kết thúc của Lâm Vàng lại đi vọt xa. Cơ hội nữa trở lại với các thủ bên phía đội bóng áo tím, nhưng qua dứt điểm lại đi quá thiếu chính xác. Vì Giao là người bỏ lỡ cơ hội đối mặt vừa rồi trong cự ly khoảng 7m mà thôi, anh lại dứt điểm đi lên trời. Quá đặc biệt, rõ ràng các thủ Hòa Bàn Lan họ còn thiếu đi một chân sút đủ chất lượng. Rõ ràng những pha triển khai bóng, tốc độ của các thủ bên phía đội bóng nguy hiểm. Cú đá của Sancho đã không đánh bại được hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC Hòa Bàn Lan.